chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân tháng công nhân năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà cho công nhân tiêu biểu tại một số doanh nghiệp ở Mỹ Hào. Nhiều khách hàng thương lái ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh khác đến tham quan, ký kết hợp đồng tại buổi khai mạc phiên chợ vải Lai Chín Sớm tỉnh Hưng Yên năm 2022. Các doanh nghiệp của Nhật Bản nhanh chóng hồi phục sau đại dịch Covid-19. Hiệu quả từ mô hình giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Mô hình tái chế hộp vỏ sữa thành móc phơi quần áo. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, tặng quà cho đoàn viên công đoàn là công nhân tiêu biểu đang lao động làm việc tại một số doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 40 công nhân đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Công ty Takagi là doanh nghiệp của Nhật Bản, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm như thiết bị và bộ phận của máy lọc nước dùng trong hộ gia đình và chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa. Thăm động viên tặng quà cho 50 công nhân công ty may và dịch vụ Hưng Long, chuyên gia công hàng dệt may xuất khẩu trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đây đều là những công nhân tiêu biểu có nhiều năm gắn bó với công ty, có tay nghề cao, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong sản xuất cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty. Đồng thời cũng là những công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào của công đoàn. Đây cũng là những doanh nghiệp hoạt động ổn định trong đợt dịch Covid-19, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Công đoàn của các công ty này cũng luôn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa động viên chúc mừng các đoàn viên công nhân, đồng thời mong rằng công nhân và người lao động luôn nỗ lực tích cực hơn nữa trong lao động, có nhiều sáng tạo đóng góp cho doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công nhân, chú trọng đầu tư cải tiến công nghệ, góp phần nâng cao thu nhập và tạo môi trường lao động an toàn, bền vững. Sáng nay tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai mạc phiên chợ vải Lai Chín Sớm năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không cần phải đến tận các nhà vườn tại huyện Phù Cừ, người tiêu dùng cũng có thể thưởng thức những trái vải Lai chín sớm, vải trứng đầu mùa và nhiều loại đặc sản khác của Hưng Yên tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang. Đây là nơi diễn ra phiên chợ vải Lai chín sớm năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức. Với quy mô gần 50 gian hàng trưng bày sản phẩm vải Lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên và một số nông sản tiêu biểu như mật ong, long nhãn, hạt sen, phiên chợ đã thu hút hàng nghìn du khách thủ đô và nhiều tỉnh thành phố lân cận. Tại phiên chợ, khách hàng bị hấp dẫn bởi hương vị ngọt đậm, hương thơm đặc trưng, mẫu mã đẹp, lại có nhãn mác nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Với giá 40.000 đồng một kg vải Lai chín sớm, từ 150 đến 200.000 đồng một kg vải trứng, nhiều gian hàng có lượng tiêu thụ tương đối cao. Sáng nay nhà em mang đến tầm khoảng hơn 2 tạ, nhưng mà số lượng thì sáng nay lượng khách tiêu thụ khá là đông nên là cũng gần hết rồi ạ. Vải đầu mùa rất là tươi, đẹp, to mà ăn thử thì cũng rất là thấy ngon, cho nên là mua thôi. Rất là ngon, đặc biệt là cái vải trứng này, lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác ăn rất là ngọt và thơm, chưa bao giờ được ăn những cái loại vải ngon như này. Đầy đủ tem nhãn mác và các chứng nhận về chất lượng nên hoàn toàn là có thể yên tâm. Hưng Yên hiện có trên 750 hecta vải Lai chín sớm, 250 hecta vải trứng, trong đó có khoảng 20% diện tích canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho sản lượng hơn 7.000 tấn mỗi năm. Cả hai loại vải đều được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Hưng Yên. Phiên chợ vải Lai chín sớm được tổ chức lần đầu tiên không chỉ là dịp để giới thiệu quảng bá vải trứng, vải Lai chín sớm đến với người tiêu dùng mà còn là cơ hội để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng sẽ liên kết phối hợp với bà con đưa cái quy trình sản xuất công nghệ cao ứng dụng vào cái quy trình chăm sóc vải
để hỗ trợ cho bà con nông dân có một cái vụ tốt hơn, và chúng tôi sẽ liên kết bao tiêu và cũng cam kết luôn là nếu như tuân thủ quy trình của chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bao tiêu hết từ đầu mùa đến cuối mùa và từ quả to quả bé. Thứ nhất là chúng tôi quảng bá các sản phẩm hữu cơ đến với người tiêu dùng để đáp ứng các nhu cầu xuất nội địa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và hướng tới một thị trường rộng lớn hơn nữa, đó là sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Hiện nay chúng tôi đã xuất khẩu sang thị trường của Hàn Quốc, của Trung Quốc, và sáng ngày hôm nay đây thì cũng 3 tấn vải này đã được xuất khẩu sang thị trường EU. Và chiều ngày hôm nay thì tiếp tục ký hợp đồng khoảng 4.000 tấn vải xuất này vào thị trường của Trung Quốc. Phiên chợ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những phương án mở rộng sản xuất hoặc để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Phản ánh tại hai doanh nghiệp của nhà đầu tư Nhật Bản tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Từ giữa năm 2021 đến nay, chi nhánh sản xuất máy giặt và tủ lạnh của tập đoàn Panasonic đều mở rộng hoạt động kinh doanh, trở thành cơ sở đứng đầu châu Á, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng. Công ty Panasonic vẫn nhận chuyển giao công nghệ và dây chuyền sản xuất tủ lạnh và máy giặt từ Thái Lan, tạo thêm nhiều việc làm và mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Do ảnh hưởng của nguyên liệu tăng giá, vận tải của tàu thuyền, chính sách đóng cửa của Trung Quốc, mà trong năm 2022 này, tình hình cũng vẫn tiếp tục khó khăn như năm ngoái. Nhưng chúng tôi vẫn đặt suy nghĩ về khách hàng lên hàng đầu, cố gắng để sớm phục hồi và tiếp tục duy trì niềm tin của khách hàng. Cùng với sự mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, chúng tôi bắt đầu mở rộng xuất khẩu ở các quốc gia và khu vực mà đại dịch đã dần lắng xuống, đang dần phục hồi với nhu cầu hàng hóa tăng cao. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, công ty Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên xuất khẩu lô hàng đầu tiên gần 600 sản phẩm thiết bị xứ vệ sinh sang thị trường Đài Loan của nhà máy mới đi vào sản xuất từ tháng 1 năm nay. Được biết, nhà máy số 4 sản xuất xứ vệ sinh của công ty Toto được đầu tư 125 triệu đô la Mỹ, có diện tích gần 66.000 m². Mặc dù ảnh hưởng của dịch, công ty vẫn nỗ lực quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà máy mới này, tạo thêm việc làm cho gần 400 lao động, dự kiến sẽ lên tới 1.500 lao động khi nhà máy chạy đủ công suất. Sản phẩm của công ty Toto hiện xuất khẩu sang các thị trường khác như Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Trong vòng 2 năm 2020 và 2021, công ty đã ứng biến với những quy định chặt chẽ để vừa đảm bảo sự an toàn cho công nhân viên, vừa duy trì sản xuất. Có được kết quả này, chúng tôi không chờ khi dịch bệnh ổn định, mà ngay trong giai đoạn Covid, toàn thể công nhân viên đã luôn nỗ lực không ngừng để duy trì và không để chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Chúng tôi tin rằng, khi giữ được chữ tín với khách hàng và truyền tải được tinh thần tất cả vì khách hàng trong suốt thời gian khó khăn, thì sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi sẽ có được bước chuyển mình thuận lợi hơn. Đây là điều kiện cần để có thể phục hồi sau COVID-19. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp của Nhật Bản vẫn rất chú trọng tới việc đào tạo và xây dựng nguồn lực, tận dụng cơ hội để nâng cao kỹ năng, bổ sung kiến thức và trau dồi sự linh hoạt ứng biến với các hoàn cảnh khác nhau, đảm bảo nguồn lực cả về chất và lượng. Do vậy mà sau đại dịch không bị thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Sáng nay tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Prudential Việt Nam và tổ chức Tuổi Trẻ Thành Đạt CA Việt Nam tổ chức chương trình Ngày Hội Tài Chính dành riêng cho trẻ em Việt Nam. Trong năm học 2021-2022, chương trình triển khai tại 84 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên với hơn 23.000 học sinh và 600 giáo viên tham gia. Tại chương trình, gần 300 em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo được tham gia các khu vui chơi, thực hành kỹ năng quản lý tiền như giỏi tiết kiệm, tiêu tiền thông thái và quyên góp theo cách của bạn. Nội dung chơi dựa trên các chủ đề tình huống như lựa chọn đức tính, kỹ năng phù hợp với nghề
nghiệp, trả lời các câu hỏi về tư duy tiết kiệm, mua sắm nguyên liệu cho một bữa ăn. Trong tương lai chúng tôi tiếp tục cải tiến nó, đưa thêm những nội dung mới để giúp cho các thầy cô và cha mẹ và phụ huynh để có thể có được tất cả những cái thông tin cần thiết. Họ có thể dạy con họ ở nhà, các thầy cô có thể coi đó là một trong những hoạt động ngoại khóa để dạy các em ở trường. Tại ngày hội còn là dịp tranh tài vòng chung kết cuộc thi Bé giỏi tiền hay của 20 học sinh xuất sắc nhất đến từ 84 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội Hội khuyến học huyện Văn Lâm lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Huyện Văn Lâm có 11 tổ chức khuyến học cơ sở với 129 chi hội. Huyện có trên 9.300 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập, đạt gần 30%, 215 dòng họ có đủ tiêu chuẩn công nhận dòng họ học tập. Nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức và cá nhân đã ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học các cấp được gần 14 tỷ đồng, đã trao tặng học bổng và quà tặng cho gần 1.000 lượt học sinh vượt khó học giỏi, trên 100 lượt giáo viên giỏi, tặng quà cho gần 500 học sinh đỗ đại học có số điểm cao trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, hội khuyến học cũng làm tốt công tác tuyên truyền và vận động tổ chức cá nhân, hỗ trợ gần 20 tỷ đồng kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội khuyến học huyện Văn Lâm phấn đấu có số hội viên đạt tỷ lệ 25% dân số, 85% cơ quan doanh nghiệp có tổ chức hội khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học đạt mức 35.000 đồng trên một người. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực vượt qua hàng nghìn học sinh tại các vòng thi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh, em Đỗ Phương Thảo, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Liên Phương, thành phố Hưng Yên vừa xuất sắc đoạt giải 3 sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022. Ngoài sự khích lệ của thầy cô, gia đình, đặc biệt là nơi gương tính chăm chỉ, ham khám phá học hỏi từ anh trai lớn đang học lớp 7, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành ngay từ những năm học đầu tiên của cấp tiểu học. Phương Thảo đã rất đam mê đọc sách, nhất là niềm say mê yêu thích đặc biệt với môn tiếng Việt để đạt kết quả cao, là một trong ba học sinh của tỉnh Hưng Yên đạt giải cấp quốc gia Trạng Nguyên tiếng Việt năm 2021-2022. Cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo chủ nhiệm, Phương Thảo còn tự củng cố kiến thức bằng cách tìm đọc và luyện thi trên mạng Internet. Ở lớp em luôn lắng nghe cô giảng bài, nếu có chỗ nào không hiểu thì em sẽ nhờ cô giảng lại bài giúp em. Còn ở nhà thì em sẽ làm bài cô giao. Ngoài ra thì em còn tự học và làm bài tập trong sách nâng cao. Khi em được giải ba của cuộc thi Trạng Nguyên quốc gia thì em rất là vui và tự hào. Em sẽ cố gắng hơn để đạt kết quả cao hơn. Không chỉ học giỏi môn tiếng Việt, Thảo còn là học sinh giỏi toàn diện. Bởi vậy, ngoài thi Trạng Nguyên tiếng Việt, em còn tham gia sân chơi toán học, là chủ tịch hội đồng tự quản gương mẫu, hòa đồng, gần gũi, thích giao lưu và tích cực tham gia các phong trào đoàn đội do trường và ngành giáo dục phát động. Do đó, suốt 4 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Em Thảo là một học sinh rất là ngoan, có tố chất và đặc biệt là chăm học. Và trong quá trình học thì em rất là chú ý lắng nghe cô giảng bài, tích cực phát biểu và tích cực tương tác với cô, với các bạn và chia sẻ kết quả học tập trước lớp. Thành tích mà em Phương Thảo đạt được sẽ là nguồn động lực cho các học trò của trường tiểu học Liên Phương vững bước trên con đường chinh phục tri thức, là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo. Kính thưa quý vị và các bạn, giúp đỡ hỗ trợ những người hoàn lương sau khi lầm lỗi trở về địa phương là một trong những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó giúp cho các trường hợp này xóa bỏ mặc cảm tự ti, sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thời gian qua, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động là địa phương làm tốt vấn đề này. Sau gần một năm mãn hạn tù trở về địa phương, được sự giới thiệu của chính quyền và công an xã, cách đây một tháng, anh Phạm Viết Phượng, sinh năm 1978 ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, được nhận và làm việc tại một doanh nghiệp của thôn Tiên Cầu. Tại đây, Phượng được mọi người ân cần chỉ bảo, động viên, nhờ đó khiến cho anh không còn mặc cảm, tự tin hòa nhập với cuộc sống, xua tan mảng tối trước kia, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.
Trước kia tôi về thì cũng có sự xa lánh và kỳ thị mọi người với ánh mắt mà mình cảm giác không được ấm áp. Thì nay được vào làm mà tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn và nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác nặng nề như ngày xưa. Tôi thấy luôn vui tươi, mình phải luôn luôn cố gắng và phấn đấu để vươn lên, không thể vấp ngã và để trượt theo như đà trước. Đây là một trong 3 trường hợp ở xã Hiệp Cường đã được giúp đỡ, giới thiệu, tìm được việc làm sau khi mãn hạn tù trở về địa phương. Việc làm này không chỉ giúp cho các đối tượng sớm ổn định cuộc sống, có cơ hội làm lại từ đầu, mà còn mang lại niềm vui, sự tin tưởng cho các gia đình, từ đó tham gia tích cực hơn vào việc hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khác. Tôi là bố của cháu Phạm Hồng Thái. Sau khi cháu hết hạn tù về địa phương, được Ủy ban Nhân dân xã và các đồng chí công an cũng đến động viên và giúp đỡ xin việc cho cháu. Thế là cháu hiện tại bây giờ là cháu có công an việc làm ổn định, tôi rất là mừng. Trên địa bàn xã Hiệp Cường còn 9 trường hợp đang mãn hạn tù trở về. Với quyết tâm giúp đỡ các trường hợp trên hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm ổn định, mới đây xã đã ra mắt mô hình 4 cộng với sự tham gia của 4 thành viên là chính quyền xã, công an, đoàn thể và gia đình, cùng với đó là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Theo đó, các thành viên có trách nhiệm tiếp nhận tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, trợ giúp tâm lý cho những người đã lầm lỗi, động viên hỗ trợ tìm việc làm, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế. Lúc đầu thì với công ty là rất là ái ngại. Sau khi cơ câu lạc bộ thì công ty cũng xem xét là tạo điều kiện cho người đã ăn ăn với cả có cơ hội làm lại cái cuộc đời. Nếu như sau này mà có được cái sự giới thiệu nữa thì công ty vẫn tạo điều kiện và vẫn nhận. Thời gian tới chúng tôi sẽ có phân công nhiệm vụ cho từng người là đến thăm gặp, nắm tư tưởng người chấp hành xong án vào tù và đặc xá trở về địa phương, để họ có vướng mắc bất cập gì thì chính quyền địa phương sẽ can thiệp giúp đỡ để cho các đối tượng đồng chí có cái điều kiện tốt nhất để hòa nhập vào cộng đồng. Liên hệ cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nằm trên địa bàn, khuyến khích động viên để họ có thể tiếp nhận cái nguồn lao động, tạo điều kiện cho gia đình cũng như là địa phương để cho họ có một cái điều kiện để phát triển kinh tế ổn định. Đây là mô hình đầu tiên ở tỉnh về quản lý giúp đỡ người mãn hạn tù. Nếu thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện để các trường hợp này hòa nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời qua đó đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ những vỏ hộp sữa các con uống hàng ngày lại trở thành những chiếc móc với quần áo. Đó là những gì mà công ty trách nhiệm hữu hạn Lacom Việt Nam đang làm. Đây không chỉ là hoạt động mang tính thương mại mà còn góp phần tạo nên chuỗi những trạm thu gom vỏ sữa bảo vệ môi trường trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, trạm thu gom vỏ sữa cũng đã có mặt và hoạt động tích cực. Sau khi uống sữa, thay vì vứt bỏ, vỏ hộp sữa lại được một số chị em phụ nữ ở khu đô thị Eco Park rửa sạch, tích trữ và mang tới nhà chị Hải Anh để nộp. Đây là một trong những trạm thu gom vỏ hộp sữa trong dự án tái chế vỏ hộp sữa thành móc phơi quần áo của công ty trách nhiệm hữu hạn Lagom Việt Nam. Tham gia dự án từ những ngày đầu năm 2019, đến nay, chị Hải Anh ở khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang đã trở thành một trong những trạm thu gom vỏ hộp sữa cho chương trình tại tỉnh Hưng Yên. Đối với chị, đây không đơn thuần là công việc mà còn là hành động thiết thực giúp bảo vệ môi trường. Mình quyết định theo chân cái dự án này suốt từ lúc mà nó ấp ủ đến bây giờ, bởi vì đây là một loại rác mà chưa ai muốn thu gom, chưa ai muốn tái chế nó thành sản phẩm, nên nó đã bị lãng quên, là một cái gánh nặng rất lớn cho bãi rác trôn lấp, bởi vì bây giờ trẻ em uống sữa rất là nhiều. Trong cái nhóm mình đều là những cái ông bố bà mẹ mà có các con, thì tất cả là muốn tạo một cái giá trị bền vững cho các con sau này. Vỏ hộp sữa sau khi được thu gom tại các trạm sẽ được vận chuyển tới nhà máy để ép, nghiền, nung luyện và cho ra sản phẩm móc quần áo hoàn thiện. Móc quần áo tái chế từ vỏ hộp sữa khi ra đời có màu sắc, kiểu dáng và độ bền không kém nhiều loại móc tốt có mặt trên thị trường. Chiếc móc tái chế từ vỏ hộp sữa của Lagom cực kỳ đặc biệt, bởi vì đây là chiếc móc tái chế từ vỏ hộp sữa toàn phần đầu tiên trên thế giới. Và các nước ở bên châu Âu bên mình sang như Đức và Bỉ, họ đã đón nhận, họ đã rất là ngạc nhiên đó, bởi vì lần đầu tiên họ nhìn thấy một cái sản phẩm được tái chế toàn phần từ vỏ sữa và có cái hình thù như thế này, bởi vì thông thường là sẽ là cái dạng tấm phẳng.
và để làm được như này rất là mất công. Ban đầu cảm thấy là mình cũng khá là ngạc nhiên, rất là ấn tượng và cũng hữu ích. Bên cạnh cái ý nghĩa nhân văn về cái việc là mình sẽ giải quyết những cái sản phẩm mà nó thải ra môi trường. Bình thường cái móc bằng inox thì nó sẽ là ngang thẳng và nhiều khi mình phơi thì mình sẽ bị những cái lốt lằn. Thì ở đây những cái chiếc móc này thì mình thấy là được thiết kế rất là mềm mại. Vỏ hộp sữa chưa phải là phế liệu có thể thu gom để bán. Nếu vứt vào thùng rác, nó là rác. Nhưng nếu thu gom và tái chế, nó sẽ trở thành vật dụng hữu ích đối với đời sống con người. Trong thời gian tới, cùng với cả nước, tại Hưng Yên, dự án thu gom vỏ hộp sữa chế tạo móc phơi quần áo sẽ mở rộng thêm nhiều trạm thu gom, từ đó góp phần nhân rộng hơn nữa hành động chung tay bảo vệ môi trường. Từ đây chúng tôi xin được kết thúc phần tin trong tỉnh. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Và bây giờ là bản tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Môi trường nhóm nước phát triển G7 vừa qua đã nhóm họp tại Đức và ra thông báo đạt được các thỏa thuận cụ thể về lộ trình loại bỏ than đá, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất năng lượng tái tạo, bảo vệ đa dạng sinh học. Trong cuộc họp sáng 27 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Berlin, nhóm các nước G7 thống nhất ngành điện vào năm 2035 ở tất cả các nước G7 phải được khử carbon và loại bỏ than, đồng thời mở rộng việc sản xuất năng lượng tái tạo. Đây là thỏa thuận đáng chú ý bởi lần đầu tiên nhóm G7 đưa ra một cam kết cụ thể về việc sớm chấm dứt sử dụng than đá. Diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 5, cuộc họp của các bộ trưởng G7 về năng lượng, khí hậu và môi trường đặt mục tiêu thu hút sự quan tâm của công chúng, tái thúc đẩy các chương trình nghị sự về chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các nước cần sớm hành động để ngăn chặn đậu mùa khỉ lây lan ở các nước. Phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 27 tháng 5, bà Brian, quan chức phụ trách lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu của WHO khẳng định, nếu áp dụng các biện pháp phù hợp, chúng ta có thể ngăn chặn đậu mùa khỉ một cách dễ dàng. Chuyên gia của WHO cũng kêu gọi công chúng không nên lo lắng vì virus gây bệnh đậu mùa khỉ có tốc độ lây truyền chậm hơn nhiều so với các loại virus khác như SARS-CoV-2. Bệnh đậu mùa khỉ phổ biến ở các nước châu Phi, nhưng nay bất ngờ lây lan sang các nước không có dịch bệnh như châu Âu và Mỹ. Cho đến nay đã có hơn 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và hơn 100 ca nghi mắc ở 20 quốc gia. Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này hiện không có kế hoạch dừng xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Theo chính phủ Ấn Độ, nước này là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Ấn Độ hiện có đủ lượng dự trữ và giá lúa gạo nội địa đang thấp hơn giá thu mua có trợ cấp do nhà nước ấn định. Do đó, việc dừng xuất khẩu gạo là không cần thiết. Những đồn đoán về khả năng Ấn Độ dừng xuất khẩu lúa gạo xuất hiện trong bối cảnh hôm 14 tháng 5, Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu lúa mì sau khi có dự báo cho rằng nước này có thể xuất khẩu 10 triệu tấn mặt hàng này trong năm nay. Nắng nóng kỷ lục trong hơn 2 tháng qua ảnh hưởng nhiều tới năng suất của vụ thu hoạch lúa mì hiện tại ở Ấn Độ, đẩy giá thu mua trong nước lên cao chưa từng có. Giá xăng bán lẻ của Mỹ vừa qua đã tăng đến mức cao nhất mọi thời đại, đúng vào thời điểm bắt đầu mùa lái xe đi du lịch sôi động tại quốc gia này. Theo dữ liệu giá cả, giá tại trạm bơm đối với xăng loại thường đã lên khoảng 4,60 đô la Mỹ một gallon hôm 26 tháng 5 và tiếp tục duy trì sang ngày 27 tháng 5. Được biết, giá nhiên liệu tiêu chuẩn của Mỹ đã tăng 51% trong năm qua và hơn 90% kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Các chủ phương tiện tại một số bang có chi phí cao, thậm chí phải đối mặt với mức giá leo thang hơn nữa. Ví dụ tại California, giá xăng thiết lập mức cao nhất trong mọi thời đại, gần 6,08 đô la Mỹ một gallon hôm 27 tháng 5, tương đương khoảng 36.000 đồng một lít. Tổng thống Mỹ Joe Biden phần lớn đổ lỗi cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine làm tăng giá nhiên liệu. Lần đầu tiên các nước châu Á trở thành nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga với lượng dầu nhập khẩu trong tháng 4 năm 2022 vượt châu Âu, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai điểm đến chính. Theo các số liệu thống kê, gần 71,7 triệu thùng dầu thô của Nga đã được đưa tới châu Á trong tháng trước, cao gấp gần 2 lần so với lượng dầu chuyển tới khu vực trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine diễn ra.
Do các lệnh trừng phạt của phương Tây và mối đe dọa về một lệnh cấm dầu, Moscow đã chuyển hướng các lô dầu sang châu Á. Hầu hết các lô dầu Nga phải chuyển hướng được đưa tới Ấn Độ và Trung Quốc. Gần đây, Nga đã đưa ra một mức giá giảm 25% với mặt hàng dầu. Các phương tiện truyền thông đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc đã âm thầm mua được dầu với giá thấp hơn nhiều trong những tuần gần đây. Nhóm nghiên cứu đến từ Australia gần đây đã tìm ra một phương pháp thân thiện với môi trường giúp tăng độ bền cho các con đường trước sự tấn công của ánh sáng mặt trời bằng cách sử dụng thêm cao su vụn làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng. Theo các nhà nghiên cứu, mặt đường nhựa tiếp xúc với môi trường bên ngoài cả ngày và chịu tác động của ánh nắng nên mặt đường xuất hiện các vết nứt và ổ gà. Trong nghiên cứu mới của mình, các nhà khoa học đã bổ sung cao su vụn, một dạng vật liệu nghiền từ những sản phẩm cao su phế thải như lốp xe ô tô cũ vào nhựa đường, giúp tạo ra mức cân bằng lý tưởng giữa việc tăng độ bền chắc cho mặt đường và chống lại sự xuống cấp do tia cực tím. Một lợi ích khác của phương pháp mới là mang lại giá trị sử dụng cho các lốp xe cũ. Chúng là mối nguy hại lớn với môi trường và không ngừng gia tăng. Vì vậy, những cách hữu ích để tái chế lốp xe rất được giới chuyên gia hoan nghênh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.